UAV tử thần Ba Lan thuê từ Mỹ có gì đặc biệt? Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Marius Blaszczak cho biết, nước này sẽ tăng cường khả năng trinh sát với việc thuê máy bay không người lái UAV MQ-9 Reaper của Mỹ. Chúng tôi đã nhất trí về việc thuê một chiếc UAV MQ-9 của Mỹ, và động thái này có thể coi là sự đầu tư an ninh cho Ba Lan. Việc thuê UAV là bắt buộc, bởi chúng tôi có ý định mua loại khí tài này trong tương lai. Chúng tôi sẽ sử dụng chiếc UAV trên cho đến khi quân đội Ba Lan có các loại UAV chiến đấu của riêng mình, trang quân sự Tafur. Ru dẫn lời ông Blaszczak phát biểu hôm ngày 20 tháng 10. Theo Tafur, Ru, kế hoạch mua UAV chiến đấu MQ-9 đã được giới chức Ba Lan công bố hồi tháng 5, sau khi họ có các nghiên cứu về việc UAV đã được sử dụng ra sao trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. MQ-9 Reaper tự thân là UAV chiến đấu được nhà thầu quân sự General Atomics Aeronautical System thiết kế dựa trên UAV MQ-1 Predator sản xuất trước đó. MQ-9 dài 11m, chiều rộng sải cánh 20m, tải trọng cất cánh tối đa của Reaper đạt 4,76 tấn. Theo trang quân sự Military Today, MQ-9 Reaper được trang bị một động cơ Honeywell TP-331, 10 với công suất 900 mã lực. Nhờ vậy, vận tốc tối đa khi bay của nó có thể đạt 482 km/h và tầm hoạt động lên tới hơn 5.000 km, thời gian hoạt động liên tục đạt 14 tiếng. MQ-9 Reaper có 6 giá treo dưới cánh và thân để mang các loại tên lửa không đối không, không đối đất hoặc nhiều loại bom tùy theo nhiệm vụ loại UAV thực hiện.